Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn số ca mắc COVID-19 mới tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức tăng cao trong những ngày qua đều có liên quan đến các khu công nghiệp, khu chế xuất. Một số địa phương đã phải kích hoạt trạm y tế lưu động. Từ ngày 23 tháng 10 đến nay, quận 12 đã ghi nhận hơn 8.000 trường hợp F0 mới. Riêng tại phường Hiệp Thành đã ghi nhận hơn 1.200 trường hợp. Đây là phường duy nhất của quận có khu công nghiệp Hiện các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở công nhân, người dân sống ở các khu nhà trọ. Địa phương đã kích hoạt thêm 10 trạm y tế lưu động do Bệnh viện quận 12 hỗ trợ nhân lực. Trong khi đó, huyện Bình Chánh hiện ghi nhận 6.201 ca F0 từ đầu tháng 10 cho đến nay. Số F0 cao nhất thuộc 3 xã Vĩnh Lộc A, Phạm Văn Hai và Lê Minh Xuân do sự hoạt động trở lại của các khu công nghiệp tại đây. Đa số các ca bệnh nằm trong các khu nhà trọ và đã được xử lý theo đúng quy định. Còn tại huyện Nhà Bè, các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân làm việc tại hai khu công nghiệp lớn đó là hiệp phước và long hậu áp lực của huyện nhà bè cũng là áp lực chung tương tự như đối với các quận huyện có khu công nghiệp đóng trên địa bàn